Xin chào các bác. Trong video này chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác và em cái cách để chúng ta căn chỉnh một bộ dàn karaoke làm sao nó chống hú được 100% luôn các bác nhé, 100%. Nếu như các bác và em làm đúng, làm đủ thì em đảm bảo các bác và em sẽ chống hú 100% luôn. Và trước khi bắt đầu thì anh em nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm thêm nút chuông nữa để theo dõi những video mới nhất bên Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em, cũng như là chúng em có thêm cái động lực để ra những video tiếp theo nhé. Rồi, nói về cái vấn đề chống hú là cái vấn đề đau đầu nhất, khổ sở nhất và rất là nhiều anh em đang mắc phải. Và cái vấn đề hú rít thì cũng xin nói trước các bác và anh em là nó do rất nhiều các yếu tố. Có thể do loa, có thể do mic, có thể do vang, có thể do cục đẩy, và có thể do cái cách chúng ta sử dụng nữa. Đôi khi anh em vô tình chúng ta hướng mic vào loa nó cũng hú rít. Và cái nữa đó là cả cái cách chúng ta căn chỉnh các bác nhé. Căn chỉnh làm sao bộ dàn karaoke. Thì ở đây những cái vấn đề như mic thì thôi, tạm thời em không nói, tại vì có những cái dòng mic khác nhau, cái cơ độ chống hú cũng sẽ khác nhau. Từ đương nhiên mic càng xịn nó sẽ chống hú càng tốt. Thứ hai nữa, chúng ta tạm bỏ qua cái mic đấy các bạn nhá. Vì cái đấy video em đã nói ở video trước rồi, tức là nó tóm tắt lại như này. Khi chúng ta dùng cái mic rẻ tiền, là mic tầm đặc biệt những dòng mic không dây mà hơn 1 triệu chẳng hạn, hoặc là mấy trăm nghìn ấy, thì chắc chắn một điều là nó sẽ không có khả năng chống hú và nó càng dễ hú rít khi chúng ta hát ở công suất lớn. Còn với những dòng mic xịn thì nó sẽ có khả năng chống hú tự động. Điển hình là khi anh em khi đang dùng một cái mic rẻ tiền, xong chúng ta nắp một cái mic xịn vào, nó sẽ hết hú ngay các bạn nhé. Mic rẻ tiền nó đang hú, chúng ta nắp cái mic xịn vào nó sẽ không hú nữa. Đấy là cái vấn đề do mic. Cái thứ hai nữa là do loa, đúng không? Có một số loa, những dòng anh em dùng loa full chép kèn, có những dòng loa có cái chép kèn công suất rất là lớn, và khi chúng ta ngồi ở gần loa quá thì cái mic này nó sẽ dễ bắt cái tiếng chép vào mic và nó tạo một hiện tượng vòng lặp và nó sẽ gây ra hú rít. Đấy là cái do loa một phần. Và cái loa thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách chúng ta sẽ căn chỉnh sau, ở phần sau. Một cái nữa có thể do chúng ta dùng vang, những dòng vang kém chất lượng hoặc dòng vang rẻ tiền, cái khả năng chống hú của nó khá là kém. Và cái thứ hai nữa là do căn chỉnh, thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào phần căn chỉnh sau. Nhưng mà anh em lưu ý, trước khi căn chỉnh chúng ta phải bật tính năng chống hú. Bình thường một số chiếc vang nó sẽ có tính năng chống hú ở trên vang như này, bằng một cái công tắc, có thể công tắc hoặc có thể là một số vang nó sẽ tự động. Thì anh em lưu ý là phải ấn vào, thông thường là ấn vào nó sẽ bật tính năng chống hú các bác nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ quay về phần sau. Và tiếp theo là một nguyên nhân gây chống hú, gây hú đó là do cục đẩy. Nên một số dòng đẩy sử dụng những linh kiện kém chất lượng thì cái chất lượng âm thanh đầu ra nó không đảm bảo, và cũng như là nó sẽ có thể nó sẽ hoạt động không ổn định, âm thanh nó sẽ méo mó trong khi chúng ta đánh ở cường độ lớn và trong thời gian dài, thì nó sẽ gây hiện tượng hú rít càng mạnh. Và một cái nữa đó là cái khi chúng ta sử dụng cục đẩy xịn thì nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng hú rít các bác nhá, đỡ đi nhiều đấy. Rồi tiếp theo nữa là do cái cách chúng ta sử dụng. Bình thường trong gia đình thì anh em mà bắt đầu phát hiện ra hú rít chẳng hạn, ví dụ vô tình chúng ta hát mic nó đang hú rít như này, chúng ta hơi check đi một chút nó cũng sẽ hết hú rít. Đấy, chúng ta nó do chúng ta cách cầm mic nữa. Và chúng ta có thể ví dụ bắt đầu chớm hú rít, chúng ta hơi check mic đi một chút như này sẽ hết hú rít thôi. Đấy là cách chúng ta sử dụng. Đấy là vài cái chia sẻ các bác và anh em. Bây giờ quay về vấn đề chính này. Vấn đề chính là chúng ta căn chỉnh làm sao nó hết hú rít. Tức là chúng ta phải đảm bảo được những yếu tố kia nó ok rồi, thì còn lại vấn đề chúng ta căn chỉnh thôi. Thì căn chỉnh này mới là cái khó nhất và không phải ai làm được các bác nhé. Bình thường trong một bộ dàn karaoke, một hệ thống karaoke thì hiện tượng hú nó sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là hú ở cái giải cao, thì gọi là rít ấy. Thì nghe cái tiếng rít nó rất là khó chịu, rít ở cái loa chép ấy, đấy là do hiện tượng nó bị dư chép. Thứ hai là u ung ung ong ong ấy, đấy là hiện tượng bị hú ở giải trung, tức là thừa giải trung. Ba nữa là giải bị ôm ở mic, đó là bị hú ở cái giải trầm, chúng ta tạm gọi như vậy đi nhá. Để chúng ta khái niệm như vậy cho nôm na chúng ta dễ hiểu. Có nghĩa là thừa ở đâu thì chúng ta sẽ cắt ở đó để cho nó giảm bớt được hú rít. Đặc biệt là khi anh em dùng trên vang cơ thì nó sẽ dễ chỉnh hơn. Còn với một số anh em dùng vang số thì chúng ta sẽ phải sử dụng phần mềm. Rồi cái đó thì nó hơi phức tạp hơn và em sẽ không hướng dẫn ở video này. Em chỉ hướng dẫn cho anh em ở cái sử dụng cái vang cơ thôi. Và đặc biệt khi anh em sử dụng càng nhiều thiết bị nó sẽ càng hơi khó căn chỉnh, và lúc này chúng ta sẽ phải lần lượt chỉnh từng thiết bị một các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta phải đảm bảo rằng là trên nâng tiếng nó phải bật tính năng chống hú đã. Rồi một cái nữa mà khi anh em vô tình dùng trong gia đình mà chúng ta vặn lớn mic quá, vặn lớn mic thì đương nhiên chúng ta cảm giác hát nó nhẹ dày, nó bắt mic. Nhưng buồn ngược lại mà cái tiếng mic nó quá lớn và cái cự ly chúng ta ngồi gần loa nó cũng sẽ bị gây hú rít. Thì bây giờ chúng ta có thể vẫn hát ở cự ly lớn mà không hú rít, thì chúng ta lưu ý ở cái điểm này.
ở trong phần mixton này các bác và anh em lưu ý là có 3 phần: bát, mid và chép. Chép chính là cái giải chép chính là giải là gây ra hiện tượng hú rít, hiện tượng rít mic ấy. Thì thường nếu như nó rít thì chúng ta sẽ phải giảm đi một chút các bác nhá. Giảm đến khi nào vừa hát vừa chỉnh, nó không còn hú rít nữa. Rồi, đấy, cũng vừa hát vừa chỉnh. Đương nhiên đến mức độ nào đấy nó không hú rít nữa thì thôi. Rồi tiếp theo, nếu mà nó bị ong ong thì có nghĩa là bị dư ở cái giải trung, thì chúng ta cũng sẽ vừa hát và chúng ta vừa chỉnh giảm lại. Còn nếu mà nó không hú ở không ong ong hiện tượng ở mic ấy, thì không sao, chúng ta cứ để nguyên. Tiếp theo ở cái giải bass nó đã bị ôm nó rất là khó chịu, nó dư bass thì anh em có thể giảm bớt bass ở đây đi nữa. Và một điều đặc biệt là nếu mà anh em sử dụng thêm loa siêu trầm mà nó bị ôm ở cái giải mic ấy, thì cũng có thể do cái độ cộng hưởng của loa siêu trầm. Và đặc biệt khi anh em ngồi gần loa trầm nó cũng sẽ cái bị hiện tượng ôm khi mà chúng ta hát hoặc là bật mic lên, thì chúng ta phải lưu ý là giảm loa trầm đi một chút nữa các bạn nhá. Có nghĩa là cái loa trầm nó sẽ cộng hưởng cùng ấy, nó sẽ mà mic nó sẽ bắt luôn cả cái tiếng trầm mà nó sẽ gây ồm như vậy. Đó, một là giảm thêm loa trầm nữa, hai nữa chúng ta giảm bớt bass ở cái mic này đi, ở cái phần này, phần mic to này các bạn nhá. Đó, rồi giảm đi. Và một cái điều nữa cũng có thể gây ra cộng hưởng thêm cái sự hú rít, đó là ở cái phần bass mid chép ở phần echo. Thì anh em lưu ý ở đây chúng ta cũng phải căn chỉnh thêm một chút. Nếu mà nó dư bass, nó nhiều bass, nó ồm thì chúng ta phải giảm bớt bass ở đây đi. Nó tương tự như bên này, nhưng ở đây nó là phần echo. Chép cũng vậy, hú rít mà chúng ta chỉnh ở đây rồi nó vẫn bị rít thì anh em có thể giảm bớt cộng thêm một chút ở đây nữa. Đó các bạn nhá, chung cũng vậy là cái giải ong ong rất là khó chịu, và đây là giải bass ôm ấy, rất là khó chịu ở cái giải mic. Đây chúng ta có thể giảm bớt đi. Và đương nhiên nếu chúng ta mở nhiều echo quá nó cũng sẽ dễ gây hiện tượng hú rít. Đây ví dụ như echo này chẳng hạn, chúng ta tăng lên thì nó càng cộng hưởng với gần hú rít. Nếu mà chúng ta cảm thấy nó thừa quá rồi chúng ta có thể giảm bớt nó đi. Một là để cho giọng hát nó thật, nó không bị ảo, và thứ hai nó giữ echo quá nó cũng sẽ làm cho hiện tượng gia tăng hiện tượng hú rít. Đấy là vấn đề căn chỉnh trên vang. Còn một số anh em sẽ sử dụng nâng tiếng. Cái nâng tiếng này thì có cái lợi mà có cái hại. Đầu tiên nếu như anh em nối trên vang thì sẽ làm nhiệm vụ lọc tiếng nhạc thôi, nó như cái lọc xì vậy. Nhưng khi chúng ta nối nâng tiếng ở dưới vang thì nó sẽ làm nhiệm vụ là nó lọc cả tiếng nhạc và lọc cả tiếng mic. Thì đôi khi nhiều anh em sử dụng những cái chiếc vang nó kém mà giọng hát của nó chưa đủ phê, chưa đủ đã, thì anh em sẽ có thể ghép nâng tiếng ở dưới để chúng ta có thể nâng giảm cái tiếng mic của chúng ta nó được bay bổng hơn, ngọt ngào hơn. Thì đương nhiên nó là cái lợi, nhưng mà có cái ngược, cái hại đó là khi mà anh em vô tình chúng ta tăng cái chép ở trên nâng tiếng nhiều quá thì nó sẽ can thiệp cả vào tiếng nhạc và tiếng mic. Nếu như chúng ta nghe nhạc thì không sao, rất là hay, tí tách đúng không? Nhưng mà khi chúng ta bật mic lên nó sẽ dễ gây ra hiện tượng hú rít và làm cho giảm cái khả năng chống hú của chiếc vang đi các bạn nhá. Đó là cái lợi, cái hại. Tiếp theo nữa là cái giải bass này mà chúng ta tăng nhiều quá. Khi nghe nhạc thì rất là hay đúng không? Bass đánh sâu mềm. Nhưng mà khi bật tiếng mic lên thì tiếng mic nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc đấy làm cho cái hiện tượng ôm nó rất dễ gây ra. Thì chúng ta cần phải giảm bớt bass ở đây đi. Thì về cơ bản cái vấn đề chống hú nó do rất nhiều yếu tố, và chúng ta nếu mà chúng ta làm chủ được các thiết bị của chúng ta và hiểu được cái nguyên lý gây ra hiện tượng hú rít thì em đảm bảo các bác và anh em hát sẽ không bao giờ hú rít. Thậm chí có hú rít thì chúng ta sẽ căn chỉnh lại được, làm cho nó không hú rít nữa, và chúng ta vẫn đảm bảo được cái giọng hát chúng ta rất là ngọt ngào và chuyên nghiệp. Thì đến đây video cũng đã khá là dài rồi, và hy vọng là qua video này thì anh em sẽ có thêm chút được kinh nghiệm cũng như để chúng ta có thể làm chủ được những bộ dàn karaoke. Và khi mà chúng ta đã căn chỉnh các kiểu, thay đổi rất là nhiều thứ rồi mà vẫn không đảm bảo được thì chúng ta có thể nghĩ đến cái vấn đề thay thế thiết bị khác các bạn nhé. Có thể thay thế một chiếc vang đi cho nó vang tốt hơn, chống hú tốt hơn. Rồi thứ hai nữa, có thể thay thế chiếc mic đúng không ạ, cho nó dòng mic xịn hơn thì nó sẽ hát nó ngọt ngào và cũng như nó chống hú tốt hơn. Và cái thứ ba nữa, có thể thay thế loa hoặc là đặt lại cái vị trí loa khác, ngồi xa ra một chút. Đó, hoặc là nếu mà do loa trầm nó ồm mà cái giải trầm ở mic thì chúng ta có thể ngồi xa loa trầm ra một chút. Và đây là vài cái chia sẻ mà gọi là những kinh nghiệm mà chúng em đã vấp phải, cũng như là để hướng dẫn cho anh em có thể ai cũng có thể làm chủ được cái bộ dàn karaoke chúng ta. Hy vọng rằng là sẽ giúp ích được cho chúng ta trong cái quá trình vận hành những bộ dàn karaoke tại thời điểm hiện tại. Và cũng xin thay mặt cho anh em công ty Hoàng Long gửi lời chúc tất cả các bạn và anh em thật là nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ. Đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ chúng em, và chúng em có thêm cái động lực chia sẻ cũng như là những video tiếp theo. Và nếu như anh em có nhu cầu muốn mua những bộ dàn karaoke hoặc là những thiết bị lẻ thì có thể gọi điện trực tiếp theo hai số máy của hotline của chúng em ở trên màn hình.
là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của Hoàng Long tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.